Màu gì sến dữ vậy? Bộ đồ dòm sến quá. Sến quá ông ơi. Sến, một tính từ rất hay được sử dụng trong văn nói hàng ngày, ý chỉ những hành động hoặc lời nói có sự lãng mạn quá mức đến nỗi trở nên ủy mị, sướt mướt, không được tự nhiên và khiến người đối diện phải ngại ngùng xấu hổ. Vậy thì từ sến này từ đâu mà ra? Có nhiều nguồn giải thích cho vấn đề này, thì có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất á, sến được đọc trại từ chữ sen mà ra, thì sen ở đây á là con sen, chỉ người giúp việc. Do những cô này á giúp việc trong nhà chủ Tây hoặc là gia đình theo Tây học, nên mấy cổ hay lấy tên Tây để phía trước là Mary, để thành Mary Sến. Do đó từ sến này còn có ý ám chỉ sự quê mùa, diêm dúa, thiếu thanh tao, như một cách chế giễu những cô gái giúp việc bắt chước tín ngưỡng nước ngoài. Giả thuyết thứ hai, do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đặt ra là sến, nguyên cũng là Mary Sến, là từ được đọc theo lối Việt hóa tên của nữ diễn viên người Áo, Mary Shell. Khi cô Shell trở thành biểu tượng ở các đô thị miền Nam đầu những năm 1960, sau khi thủ vai một vũ nữ gợi cảm trong bộ phim Anh Em Nhà Karamazov, được Hollywood dựng thành phim năm 1958 theo tác phẩm cùng tên của đại văn hào Dostoevsky. Thì nguyên văn ông viết như sau: lúc này bắt đầu xuất hiện những fan của Mary Shell. Trẻ em đường phố tập tành nhún nhảy bài Mambo Italiano. Các cô gái đợt sống mới lăn xê kiểu tóc xõa sợi, mắt xanh beo, phô trương thân hình. Trên sân khấu phòng trà mọc lên những ngôi sao ca nhạc gào thét quằn quại như con thanh xà, bạch xà. Từ Mary Sến thoạt tiên được dùng như một biến âm của Mary Shell để chỉ dạng biến thái này trong sinh hoạt của giới trẻ. Thì đây là hình của cô Mary Shell này nè nỉ. Cô nha, cô lại thấy cô này không hề sến gì cả, nhìn cổ đẹp xỉu luôn. Chắc do mỗi thời vui mỗi khác. Thì đây là hai giả thuyết vẫn hay được sử dụng cho nguồn gốc của từ sến. Còn nị, theo nị thì giả thuyết nào đúng hơn? Nị nghĩ thử xem sao nha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.